chào anh em. Chào mừng trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách đánh tóc water. Thì những con mồi tóc water á thì bao gồm ví dụ như là pop và walking dog, thì cách đánh pop và walking dog thì nó gần như là tương tự như nhau. Anh em sử dụng cây cần lưu ý là đọt phải là đọt regular fast là ok nhất. Tại vì khi mà mình dắt con bóp thì cái đọt mà regular fast nó sẽ hấp thụ cái rung động là mình dắt con bóp đi con hoặc là con quá cái đót đi nó sẽ đẹp hơn. Thì về cái cách đánh bóp của cái đót thì cũng phải tùy con. Ví dụ như là nhiều con bóp của cái đót mình chỉ cần xoay tay quay thôi, xoay tay quay là nó ra action. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách đánh pop trước. Thì con mồi này anh em sử dụng ví dụ cho anh em là con pop của Dual Relic Popper 664. Con này nặng khoảng 9 gram. Khi mình quýnh pop á thì mình phải để cho dây nó hơi lỏng một chút. Như thế này, để dây lỏng như thế này để mình dắt con bóp á. Thì nhiều con bóp khi mà anh em dỗ được cái đọt cần á thì con bóp nó sẽ có những bóp action, nó không phải đi thẳng không mà nó sẽ đi qua đi lại như thế này. Thì khi anh em để cái sợi cọng dây nó lỏng như thế này á thì con bóp nó sẽ có cái một đoạn dây để nó có thể tạo action tự với quá trình đó bóp luôn. Anh em thấy khi mà mình sử dụng cái cây cần mà cái đọt nó dẻo á thì cái hấp thụ của cái rung động của bóp nó sẽ được cái đọt cần nó hấp thụ. Và mình sẽ đỡ bị mỏi tay hơn. Và cái con bóp nó sẽ đi rất là đẹp. Con bóp sẽ đi rất là đẹp. Và mình phải luôn luôn để lỏng dây, đừng bao giờ để căng, để cho con bóp nó có thêm cái thời gian để nó quay qua qua trái và đi phải. Khi mình dỗ á, mình xay. Dỗ xong mới xay nè, anh em để cái quá trình trên in low motion của mình nè. Thấy chưa? Mình giữ luôn nè, chỉ có mình sử dụng cái tay bên này là mình giữ nguyên cái tay quay của mình ở chỗ nè. Thấy chưa? Đó là cái cách mình dắt bóp. Và mình dắt rất là chậm, mình không có phải là dắt như vậy. Dắt dạng bóp đi chìm luôn. Không phải dắt nhanh là được. Mình phải dắt chậm thôi. Mình làm lại lần nữa nè. Mình đang sử dụng dầu Infinity N50, đang test dầu Infinity của Bionic. Mình thấy anh em hơi bị ghê. Rồi bây giờ anh em nhìn lại cái con cắt sình của mình, cái thình tay của mình nè. Mình làm thật chậm nha, để cho anh em nhìn thấy cái cách mình dắt. Đây là cách mình đánh bóp. Mình nhìn cái đọt cần của mình là lúc nào mình cũng thấy cái đọt cần mình nó nhảy không. Nó hấp thụ cái rung động của con bóp, nó nhảy cái đọt cần lên nè. Rồi mình luôn luôn mà mình để cái dây lúc nào cũng trùng. Rồi về khi mà dính cá thì mình làm sao thế nào để biết dính cá. Khi mà cá nó táp anh em đừng có giật mình. Tại vì khi con cá nó táp chưa hẳn nó đã dính. Mình biết con cá nó dính khi nào. Khi con cá nó táp mình vẫn tiếp tục làm như vậy. Cho đến khi nào mình cảm thấy con cái đầu cần nó gịch thì mình mới đóng. Đó lúc đó con cá nó mới dính. Thì nếu đối với cái cần của mình là 66.6 kia là 1m98 thì mình đánh bóp ở đây thì nó không có cái đầu cần, nó không có đụng mặt nước. Nhưng mà đối với anh em nào mà cái đọt cần nó quá dài đi, ví dụ như anh em có sử dụng cần 2m1 thì lúc đó anh em đánh như thế nào, lúc đó anh em nghiêng cái cần qua như vậy nè. Nghiêng cần qua như vậy, bắt đầu mình dỗ. Dỗ ngang cái gì cũng được. Thấy không? Mình dỗ ngang như vậy. Bây giờ mình sẽ thử một con bóp khác. Đây là con bóp One Bit của Evergreen. Thì con bóp này cũng như là anh em lúc này mình nói anh em có nhiều, tùy vào mỗi hãng, tùy vào action của từng con mà mình dắt khác nhau, có nhiều cách dắt. Ví dụ như con này á, action của nó là nó sẽ đi qua đi lại. Đây action của nó là đi qua đi lại không đó. Nó không phải là nó chỉ đi thẳng một đường mà cái đầu của nó sẽ đi qua trái và đi qua phải, giống như là quá cái vừa bóp và vừa quá cái đót vậy đó.
có cái tánh thứ hai là nhiều anh em hỏi mình, ví dụ bây giờ là mình không có giỏ lồng cần để mà mình quay cái tay quay được không, thì cái tay quay anh em phải tùy cái dòng tua và tùy con bóp, có nhiều con bóp anh em làm vậy nó lại không ra action. Ví dụ như vậy, mình đánh mình không có giỏ lồng cần á, thì mình cũng quay cái tay quay, mà mình quay được nửa vòng, quay nửa vòng tay quay, quay nửa vòng mình chai, lúc đó cái dây của mình lại căng đó, mình không có giỏ lồng cần nữa mà mình tạo action bằng cái máy luôn. Nhưng mà lúc đó cái tiếng con bóp nó sẽ không có lớn nữa, nên anh em giỏ qua đầu cần nó sẽ hay hơn. Cái tiếng con bóp nó sẽ lại đây rất là nhỏ, dây của mình là lúc nào mới thẳng vậy nè. Nó con bóp nó vẫn đi được, nhưng mà cái action nó là không có đẹp bằng mình giỏ đầu cần nữa. Nhưng mà cái cách quay, cái cách mà tạo action bằng cái máy á, mình có thể sử dụng cho con working dog. Bây giờ mình thử con working dog. Ở đây mình có đem hai con working dog, là một con của Jacko Bonnie. Mình thử con Jacko Bonnie trước. Thì cái cách mình đã nói từ đầu là cái cách dắt bóp và dắt working dog là nó gần tương tự với nhau. Đây là cái style đánh của mình. Nếu anh em nào mà chơi style khác thì có thể comment ở dưới phần mô tả video ha, phần comment á. Còn cách chơi của mình là như vậy. Thì cách chơi của mình khi dắt con working dog thì mình quăng working dog ra, cũng để cho working dog nó ổn định cái vị trí của nó giống như con bóp vậy. Bắt đầu mình dắt. Mình dắt cũng giống như y như là mình dắt con bóp, nhưng mà mình dắt nó sẽ nhẹ hơn. Thì khi mà mình dắt bằng con dắt mà con working dog bóp, nó không giống con working dog, nó không giống như con bóp, nó không có cản nước. Mà mình dắt mạnh quá là nó sẽ bị nhảy lên mặt nước luôn, nó sẽ xa action liền. Nên mình dắt nhẹ thôi, từ từ và nhẹ nhàng. Anh em phải để cái đầu của cái đó nó phải nổi lên mặt nước nha. Đừng có làm nhanh quá, khi là làm nhanh quá nó cái đầu nó con bóp con quá đó sẽ bị chìm xuống nước luôn. Thì action của cái đó có một cái mà dài này đập nhanh, ví dụ như mình nói con Pocky này. Đây là con Ima Pocky, thì con này là mình sẽ dắt rất là nhanh, nó mới đi mới đẹp. Thì con này action nó đặc biệt ở một chỗ là nó không phải đi quay lại như người ta, mà nó có thể đi xuống đi lên như thế này luôn. Con này thì mình dắt nhanh một chút, tại action của nó đặc biệt, dắt 2-3 lần xong dừng lại. Dừng lại một, có dừng 1 đến 2 giây bắt đầu mình dắt tiếp. Đây là mình chỉ thí dụ thôi ha, về cái kỹ thuật của anh em đánh, anh em phải để ý cách mình đánh, cái cách mình dắt một con bóp, một con working dog nó như thế nào. Còn về action của mỗi một hãng, của mỗi một con mồi, mỗi một loại mồi thì nó khác nhau rồi, nên là mình không thể nào nói hết ở đây được. Đây mình hướng dẫn cho anh em cái cách và anh em dắt bóp của cái dog thôi. Bây giờ mình tổng hợp lại như thế này. Đối với con bóp thì anh em dắt bằng cái đọt cần là đẹp nhất. Thì cái đọt cần thì anh em sử dụng những cái cần như Regular Fast là ok nhất nha. Theo mình sử dụng cần dẻo, mình đọt dẻo một chút, mình dắt con bóp đi nó sẽ đẹp hơn. Còn mà khi mà mình dắt con working dog á, mình sử dụng cần cứng cũng được, cái đó không quan trọng. Cần cứng cần mềm đều có thể dắt con working dog được. Còn working dog nó tùy về action của mỗi một con mồi, mỗi một hãng thì tùy. Có nhiều con pop mình quýnh có thể nó vừa pop vừa đi qua đi lại như thế này. Đọt cần, nhiều con mồi mình tạo action bằng đọt cần, nhiều con mồi mình chỉ cần tạo action bằng cái máy thôi. Giống như là con working dog mình chỉ tạo action bằng cái máy, giờ mình thí dụ nha, bây giờ mình working dog mình có thể tạo action bằng cái máy được. Tại vì cái đó mình dắt nhẹ nhàng, mình không cần phải dỗ là cần, thì mình phải tạo sình bằng cái máy được. Thì mình lúc đó mình để dây như thế này, mình quay nửa vòng, nhưng mà anh em luôn luôn nhớ một cái vấn đề là khi dắt bóp cái đó, dây của mình lúc nào cũng phải lỏng. Không phải là dây lỏng là để con cá nó ăn, mà dây lỏng là để con bóp nó có thêm một đoạn dây để nó, hoặc là cái đó nó có thể đi qua trái hoặc đi qua phải đúng mắt sình của nó. Rồi, mình hướng dẫn anh em thế này, anh em tự về thực hành ha. Còn về cái
thời điểm nào để quýnh pop của cái dock thì mình nói thẳng ra thời điểm nào cũng được, miễn cái chỗ đó có cá là được rồi. Thời điểm nào trong ngày cũng được hết á, miễn chỗ đó có cá. Mình đã từng dính bóp vào buổi trưa rồi, buổi chiều cũng có, buổi sáng cũng có. Nhưng mà hiệu quả nhất là theo kinh nghiệm của nhiều anh em truyền đạt lại là buổi sáng và buổi chiều tối là hai cái buổi quýnh pop của kênh dock nhẹ là nhẹ nhất, hiệu quả nhất. Và đối với một số cái đầm, thí dụ như là đầm mà rong nhiều, như nước cạn mà rong nhiều, thì anh em cũng nên sử dụng miếng bóp của kênh dock vào mọi thời điểm trong ngày. Mình hướng dẫn anh em sơ bộ vậy thôi về cách dắt một con bóp của kênh dock. Anh em từ từ thực hành và chúc anh em thành công. Rồi, chào tạm biệt anh em.